Người ta thường nói rằng, ở đây, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Ba Vì, Hà Nội là nhà ga hạnh phúc của những đứa trẻ có HIV trước khi các em lên chuyến tàu về cõi vĩnh hằng. Sự thực thì không hẳn như vậy. Đây là bé Quỳnh Hoa và Đăng An. 18 tháng tuổi, xét nghiệm ở các cơ sở y tế đầu ngành cho thấy cả hai em là người khỏe mạnh, không còn virus HIV trong người. Trước đó, khi lọt lòng, giống tất cả các bạn ở đây, hai em đều giống nhau, có hát trong người. Trong hồ sơ được lưu lại ở trung tâm, cha mẹ của Đăng An, một đã không còn trên cõi đời này nữa, một thì cũng vì cùng cực mà bỏ em. Dù thân nhân đã biết em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng em vẫn là phận trẻ bị bỏ rơi. Bé Quỳnh Hoa cũng vậy, trung tâm là người khai sinh cho em khi mới 3 ngày tuổi. Nhiều người thường hay nói, được sinh ra trên cõi đời này đã là điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Do cha mẹ các bé là người có HIV, nên từ khi còn là bào thai, cơ thể các em đã có cơ chế phòng vệ. Theo Y Văn, thì những trường hợp như thế này không phải là quá hiếm. Chỉ ngay ở trung tâm này cũng đã có nhiều trường hợp may mắn như vậy. Bé Vân, bé Văn và bé Dũng cũng đang có một tương lai tươi sáng. Sau khi xét nghiệm âm tính thì chúng tôi sẽ phải chuyển đi. Và chuyển đi thì cho con nuôi hoặc là về các cái trung tâm nuôi dưỡng mồ côi thì đều 6 tháng sau người ta phản hồi lại là sức khỏe, tình trạng của cháu rất là tốt, phát triển rất là bình thường, được học tập và coi như là theo dõi ở các cái trung tâm đó rất là tốt. May mắn chiến thắng HIV, Hoa và An sẽ có một cuộc sống khác. Nhưng khi còn ở đây, hai bé sẽ được chú ý một cách đặc biệt. Thứ nhất là vì khi trẻ chơi thì là có sự giám sát của mẹ. Thứ hai là về vấn đề mà khi có dịch nó bùng vãi ra phòng chơi thì là cũng phải kịp thời xử lý ngay cái dịch. Cái thứ ba là khi mà trong quá trình vệ sinh thân thể cho trẻ thì những cái trẻ bị ngứa ngáy đấy thì ta cũng có cái dụng cụ vệ sinh riêng. Trước đây, ở Trung tâm Giáo dục Lao động số 2, nhiều đứa trẻ chỉ lưu lại trần thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng kể từ năm 2006, các mẹ đã không còn phải đưa tiễn chiếc lá non nào nữa. Sự quan tâm chăm sóc của các mẹ ở đây, cùng với những tiến bộ về y học đã cho các em tuổi thơ. Lớp học ở trung tâm những ngày cuối năm hơi se lạnh. Năm nay, Nguyễn Mai Phương 14 tuổi, vẫn khỏe mạnh và sắp thành thiếu nữ. Hòa và An rồi cũng sẽ đi dài hơn các bạn trong quãng đời sắp tới. Không phải ngẫu nhiên mà những sinh linh đáng yêu này được chào đời. Dù ngắn, dù dài, nhưng các em đều có quyền sống một cuộc sống tươi đẹp trong vòng tay nhân ái. Bởi ai cũng có quyền hy vọng.